Xin chào các bạn. Như vậy thì sau rất là nhiều thời gian chờ đợi thì cuối cùng mình cũng đã được trải nghiệm chiếc Evo 200, chiếc xe máy điện. Đối với cá nhân mình nha, nó đáng mua bậc nhất ở thời điểm hiện tại các bạn ạ. Và sau một thời gian mình được trải nghiệm chiếc Evo 200 thì đối với cá nhân mình đây là một chiếc xe mà các bạn nên lựa chọn làm chiếc xe máy điện đầu tiên nếu có ý định chuyển từ xe máy chạy xăng sang, sang xe máy chạy điện. Vậy đâu là lý do mà mình đưa ra một cái kết luận như vậy? Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái yếu tố mình đưa ra cái quyết định, đưa ra cái nhận định này. Let's go. Trong cái clip này thì mình sẽ không nói về thiết kế của nó như thế nào Hay là nói về cái quãng đường đi được là bao nhiêu Lý do tại sao? Thứ nhất là ở trên chiếc Evo 200 đã có khá là nhiều những cái video để các bạn có thể là xem kỹ được cái thiết kế rồi của rất là nhiều anh em review xe khác rồi và thứ hai là với chiếc Evo 200 thì cái phần quãng đường đi được chính xác mình sẽ để trong cái video đánh giá chi tiết sau khi mà mình đã nhận được cái xe mà mình mua các bạn ạ mình cũng đã đặt mua một cái Evo 200 phiên bản đen nhám rồi và mình sẽ hẹn các bạn đánh giá chi tiết nha. Trong một thời gian gần nhất khi mà mình trải nghiệm đủ thì mình mới dám đánh giá chi tiết thôi. À, đầu tiên chắc chắn phải là tiền đâu rồi đúng không? Một trong những lý do quan trọng khi mà chúng ta đi mua bất kỳ một cái gì phải là tiền đâu cái đã. Thì với Evo 200 cái tầm giá mà VinFast định ra cho nó đối với cá nhân mình là quá tốt rồi, chỉ có 22 triệu đồng mà thôi và những bạn nào mà đặt thời gian đầu á chúng ta còn được miễn phí Thuê pin 1 năm trị giá 4,2 triệu đồng đi không giới hạn các bạn ạ. Thì mình thấy rằng là những cái ưu đãi, những cái uh, khuyến mãi và đặc biệt là về giá bán của chiếc Evo 200 nó quá tuyệt so với những gì mà nó đang có ở thời điểm hiện tại đúng không ạ? Anh em nào mà à, có ý định mà chuyển từ xe xăng sang, sang xe điện á, các bạn cũng không nhất thiết là các bạn phải bỏ một số tiền lớn ngay lập tức mà các bạn hãy trải nghiệm từ từ, hãy trải nghiệm những chiếc xe mà nó vừa tiền cái đã. Nếu ok rồi thì sau này cũng không vội chúng ta chuyển lên một cái xe xịn xó hơn. Cái à, lý do thứ hai mà mình đưa ra quyết định, đây là chiếc xe các bạn nên lựa chọn đầu tiên khi mà có ý định chuyển từ xăng sang điện, đó chính là công nghệ vừa đủ tại sao mình lại nhấn mạnh vào cái câu là công nghệ vừa đủ mà không phải là công nghệ tràn ngập bởi vì á thường nha rất là nhiều người á uh, khi mà chuyển từ xe xăng sang, sang xe điện thì nhiều người luôn luôn nghĩ rằng xe điện thì sẽ có rất nhiều những cái công nghệ và đôi lúc nhiều công nghệ thì nó lại Mang đến một cái nỗi lo đó là gì Không biết là làm sao để có thể là sử dụng được Thì với chiếc Evo 200 này Bên nhà VinFast Họ mang những cái công nghệ vừa đủ thôi Chứ nó không phải là tràn ngập giống như kiểu là những chiếc xe cao cấp Như là uh, Vento, Vento S hay là Tion, Tion S đâu Nó vừa đủ đối với người dùng phổ thông các bạn ạ Những cái công nghệ quan trọng á thì ở trên Evo 200 nó vẫn có Thứ nhất là gì? Chúng ta sẽ có công nghệ pin LFP Một trong những cái công nghệ pin mới nhất đến từ VinFast Và đang được trang bị ở trên những cái dòng Ví dụ như là Vento S hay là Tion S đúng không? Thì đây là một cái công nghệ pin mà mình thấy rằng nó tuyệt vời Bởi vì mình đang sử dụng chiếc Ventos S Mình thấy được cái sự tuyệt vời đó Mình sẽ có một cái video chia sẻ kỹ hơn cho các bạn Về cái công nghệ pin LFP này trong thời gian tới nha Và cái công nghệ thứ hai á đó chính là chúng ta vẫn có app để sử dụng này Chúng ta vẫn có eSIM để định vị xem là chiếc xe đó nó đang ở đâu đó, đó là những cái công nghệ quan trọng và mình thấy rằng là vừa đủ, đủ dùng dành cho những bạn nào đang tập tành từ xe xăng chuyển qua xe điện Chứ đừng có nên ngay lập tức sử dụng một chiếc xe mà nó quá tràn ngập công nghệ Ví dụ ở trên chiếc Vento S đi, mỗi lần mà mình kích hoạt xe thôi, ừ đúng thật là nó xịn sò Chúng ta sẽ không còn những cái chìa khóa cơ như thế này Nhưng mà nói thật với các bạn, là sử dụng nhiều lúc cũng mệt lắm. Các bạn cứ lên mấy cái group đi, nhiều cái xe đôi lúc kiểu như là không thể mở được xe này, rồi là không biết làm thế nào để có thể là chuyển từ P sang D luôn ấy. Nhưng mà với Evo 200 nó vẫn sử dụng chìa khóa bình thường, cho nên là các bạn có thể là kích vào xe nhanh và cực kỳ gọn lẹ các bạn ạ. Và cái điều thứ ba nó sẽ nằm ở công suất này quãng đường đi được và cái phần tiện ích các bạn ạ. À, đầu tiên hãy nói về cái quãng đường đi được đi. Thì theo như công bố của bên nhà VinFast á, với chiếc Evo 200 một lần sạc các bạn có thể là đi được hơn 200 km, 203 km. À, tất nhiên là chúng ta không thể đi được cái con số lý tưởng như vậy đâu bởi vì à, đó là những cái con số mà nó nằm ở trên lý thuyết và các bạn phải À, đi một người này chạy ở chế độ eco với cái tốc độ luôn duy trì ở mức là 30 km/h thì nó mới đi được dài như vậy. Còn nếu mà chúng ta chở full tải chúng ta chạy ở chế độ sport, chạy ở một cái uh, giải tốc độ lớn á, thì nó sẽ bị hao hụt đi đúng không? Nhưng mà những cái bài test cơ bản đầu tiên của bọn mình như là bọn mình chạy full tải hai người này rất là nặng nha các bạn, khoảng 150 kg đấy. À, và chạy ở chế độ sport thì với 50% pin nó đã đi được quãng đường là 60 km rồi các bạn ạ. Còn về chi tiết như thế nào, cụ thể về à, từng chế độ nó chạy được bao nhiêu km, chở một người nó đi được bao nhiêu hay là chở full tải đi được bao nhiêu á, thì bọn mình sẽ hẹn các bạn trong cái video đánh giá chi tiết nha. Còn về công suất thì Evo 200 sẽ có công suất cực đại là 2500W, à, đó là cái giới hạn của bên nhà VinFast nhà còn không biết là à, đối với à, những cái pháp sư khác á, có thể là làm nâng cái công suất đó lên được cái không thì cái đó mình không biết Nhưng mà đầu tiên là những cái gì VinFast công bố là 2.500 Đối với mình nha 2.500 nó vừa đủ Các bạn vẫn vừa đủ để có thể là đi hai người được Và bên cạnh đó nữa thì khi mà bọn mình đi á Mình thấy rằng là nó sẽ không bị giật đâu Mình đã chạy được cái xe này khoảng tầm cả trăm cây rồi Thì mình không có thấy cái hiện tượng Ví dụ như các bạn đi chậm á thì nó không bị hụt hơi đó và bên cạnh đó nữa thì đối với cái chiếc Evo 200 mình thấy rằng là những cái bạn nào mà vừa chuyển từ xe xăng qua xe điện các bạn sợ ngợp kiểu như là uh, ga phát là nó giật ngược đi thì không Evo 200 nó không không có điều đó đâu cho nên là các bạn có thể yên tâm được nha. Còn những cái tiện ích ở đây nó đủ ở đâu? Thứ nhất ạ là cái phần ở giữa cái cái phần ở giữa này, này nó sẽ rất là rộng các bạn ạ. À, các bạn có thể là để à, em bé có thể là đứng ở trước cũng ok này. Đó hay là cái phần cốp, cốp của nó cũng lên tới 22 lít lận cơ. Cho nên là mình thấy rằng là đó như là những cái tiện ích mà người dùng cơ bản cần. Và Evo 200 nó đáp ứng được. Và một cái chi tiết cuối cùng nó sẽ nằm ở dịch vụ thêm pin các bạn ạ. Ừ. Các bạn biết tại sao mà nó lại hay dành cho những người mà vừa chuyển từ xe xăng qua xe điện không? Bởi vì mình thấy rằng là rất nhiều gia đình đã từng sử dụng xe đạp điện rồi và một trong những thứ đau đầu nhất là sau một thời gian sử dụng á, các bạn sẽ lo lắng rằng là phải tìm mọi cách để viên pin của nó bớt chai hơn, nó hạn chế cái tốc độ chai pin á. Nhưng mà với cái dịch vụ thuê pin thì các bạn cứ yên tâm đi, các bạn cứ yên tâm là lỡ mai có chai pin và dưới 70% á, thì VinFast sẽ đổi cho chúng ta một cái viên pin khác cho nên là các bạn cứ yên tâm về cái vấn đề này nha và mình thấy rằng là uh, kiểu như là các bạn đi cả ngày đúng không các bạn đi cả ngày và buổi tối về thì các bạn cứ cắm sạc thôi hoặc là đơn giản là các bạn hay là khi các bạn rảnh thì các bạn cứ cắm sạc thôi cứ sạc nhồi đi thuê pin mà chả sợ cái vấn đề chai pin đâu à một vài những cái thắc mắc mình muốn giải đáp cho những bạn nào mà lần đầu tiên sử dụng xe điện mà thuê pin của VinFast nha Ở trên cộng đồng mạng có những cái câu uh, bình luận của những anti fan mình thấy rất là ngớ ngẩn Thứ nhất đó, đó là VinFast sẽ tự động khóa pin của người dùng Thì chả có ai tự động được các bạn ạ Cái từ tự động này chỉ dành cho những bạn nào mà anti và không bao giờ tìm hiểu thôi Cái dịch vụ thuê pin của VinFast nó không khác gì cái dịch vụ internet mà các bạn sử dụng hàng ngày ở nhà đâu Ngày 30 họ sẽ chốt sổ đi và ví dụ như là internet nhà mình đúng không thì đến ngày 20 á là cái ngày cuối cùng nếu mình không đóng tiền Thì mình sẽ bị ngặt internet và bên VinFast cũng vậy thôi họ sẽ thông báo trước cho người dùng Và à, ví dụ như là ngày 30 chẳng hạn đi đúng không là cái ngày cuối cùng của cái tháng và sang ngày mùng 1 là các bạn phải đóng tiền rồi Nhưng mà không nhất thiết là các bạn phải đóng vào ngày mùng 1 mà các bạn có thể là đóng vào ngày 15 của tháng tới cũng ok tức là chúng ta sẽ có tới 2 tuần các bạn sẽ có khoảng tầm 2 tuần để có thể là đóng cái tiền thuê pin và khi mà có một cái thời gian sông xanh như vậy rồi mà các bạn không đóng tiền á và bị vinfast khóa khóa pin á đó là một điều bình thường và một điều dễ hiểu chấp nhận được khi mà các bạn đang như vậy á người ta còn chửi các bạn nữa cơ À, bởi vì sao? Bởi vì 15 ngày chứ không phải là một ngày đâu nha các bạn Cái điểm thứ hai là rất là nhiều bạn bảo rằng là à, Mua cái xe mà lỡ may gặp tai nạn Làm cho cái pin đó nó hư hỏng này Hoặc là nó bị méo mó này Lại phải đền cho VinFast một cái viên pin khác Thì cái này thì cũng dễ dàng giải thích thôi Ví dụ khi các bạn tai nạn đi Đặc biệt á, thứ nhất á, là cái viên pin này nó đặt ở chính giữa rồi này Mà tai nạn mà làm méo mó, làm biến dạng và hư hỏng cả Cả viên pin không thể sử dụng được nữa thì lúc đó không biết là các bạn có còn nữa hay không cái đã. Và bên cạnh đó nữa, ví dụ viên pin đó các bạn mua đất đi. Thì khi mà cái xe hư hỏng rồi, viên pin nó bị hư hỏng rồi, các bạn muốn sử dụng tiếp cái chiếc xe đó, các bạn phải làm gì? Thì vẫn phải mua pin thôi mà mua pin ở đâu? Thì vẫn về VinFast. Cho mua ở đâu? Đúng không ạ? Cho nên là có những cái comment mà nhiều bạn anti á, các bạn comment mà mình đọc vào mình rất là buồn cười bởi vì các bạn chả bao giờ tìm hiểu cả các bạn muốn anti ai đó thì hãy nên đi tìm hiểu trước tìm hiểu kỹ rồi chúng ta hãy nói nha và đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về những cái lý do tại sao mà mình đưa ra được cái câu chốt là Evo 200 là chiếc xe dành cho những bạn nào có ý định chuyển từ xe xăng sang, sang xe điện Đây là chiếc xe đầu tiên các bạn nên mua Bởi vì nó vừa đủ tất cả mọi thứ các bạn ạ Và mình sẽ hẹn các bạn trong cái bài đánh giá chi tiết chiếc Evo 200 Sau khi mà mình đã nhận được xe rồi nha Có cái xe này thì mình cũng chỉ mượn để chạy một cái thời gian ngắn thôi Đấy, không biết là những bạn nào mà đang sử dụng Evo 200 Thì các bạn có những cái suy nghĩ gì đầu tiên sau một thời gian sử dụng thì đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay Còn bây giờ thì